Hôm nay em lên sóng giới thiệu đến quý anh chị 3 mẫu bếp ga, giọng cơ bản độ bền cao, chiếc mặt men full tính năng, mặt kính bò viền inox full tính năng, những cái chiếc bếp rất là đẹp sẵn tại kho nhà em. Thì em giới thiệu đến quý anh chị đầu tiên là chiếc bếp B1 đến từ nhà Zinai. Mặt phía trên là sẽ là màu ghi sáng, phía dưới của nó thì sẽ là màu nâu cà phê. Hai vùng nấu phía trên, lò nướng ở phía dưới tiện lợi để các bác có thể vừa nấu vừa nướng được ạ. Em xin lỗi các bác là do là em bị viêm họng nên là họng em nó nói tiếng nó hơi khàn, các bác thông cảm giúp em nhé. Bếp Nhật thì sở hữu những cái tính năng an toàn, mọi trường hợp tắt lửa thì đều sẽ khóa ga. Nước trào này, nước cạn này, gió thổi này, hai vùng nấu phía trên, lò nướng ở phía dưới, các bác kho cá kho thịt thì không lo cháy nồi, không lo cháy thức ăn ở bên trong. Một năm nhà mình sử dụng 5 bình ga, thì những cái dòng bếp Nhật như thế này chỉ sử dụng 4 bình ga thôi ạ. Đây là ưu điểm của một cái chiếc bếp Nhật cơ bản độ bền cao, thương hiệu Zinai các bác nhé. Thương hiệu Zinai, công tắc nốt vặn là công tắc bật bếp thì thân thuộc với chị em phụ nữ, với các bà, các mẹ. Chiếc này thì bo chia lực của nó thì sẽ là bằng hợp kim nhôm nguyên khối này. Còn đẹp, còn sáng các bác nhé, còn rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Phần phía trên này là phần thoát hơi nhiệt của lò nướng ở phía dưới này. Đấy, bếp thì sẽ có kim đánh lửa màu trắng. Cái màu đen này là thủy ngân chống trào. Nước trào ra vào cái họng bếp, vào cái cảm biến thủy ngân này, thì bếp sẽ tự động tắt lửa, và tắt lửa xong thì sẽ khóa ga luôn. Bếp Nhật khi mà nấu thì đạt đến 200 độ thì bếp sẽ tự động nhỏ vùng lửa. Do có cái cảm biến đây, hai cái cảm biến đáy nồi này. Khi các bác đặt nồi lên thì bếp nó sẽ cái nồi nó sẽ chạm vào cái đáy đây. Nó sẽ đo được nhiệt độ nồi lên đến 200 độ thì nhỏ lửa, 250 độ thì tắt lửa khóa ga, rất là an toàn. Đấy, trong trường hợp mình không có tại vị trí bếp, kho cá kho nồi, kho cá kho thịt thì không lo cháy nồi, không lo cháy thức ăn ở bên trong. Chiếc này là một chiếc cơ bản độ bền cao, thành vách bếp còn đẹp các bác nhá, nội thất bếp còn đẹp. Nó các bác mua những cái chiếc này thì là cực kỳ yên tâm. Các cái tính năng an toàn thì nhà em đã test cẩn thận rồi, chỉ việc cắm dây ga và sử dụng thôi, không cần làm bất kỳ một việc gì nữa ạ. Bếp nhà em thì sẽ bảo hành cho các bác là 1 năm, đồng hành cùng các bác trong thời gian sử dụng. Mình mà ưng chiếc này thì kết nối với em các bác nhé. 0982035091 là số của em. Chiếc B1 em bán với giá 1,7 triệu đồng, bao ship, bảo hành 12 tháng. Đó, các bác ưng chiếc này thì kết nối với em nhé. Em qua mã tiếp theo. Em giới thiệu đến quý anh chị một chiếc bếp Paloma màu trắng tinh khôi. Dòng mặt men phía trên dễ vệ sinh, dễ lau chùi các bác này. Mặt rất là đẹp các bác nhá, mặt màu trắng. Chiếc này thì bo chia lửa cũng bằng hợp kim nhôm. Đấy, nguyên khối luôn. Các cái chia lửa của nó đang còn vuông thành sát cạnh này. Đấy, chia lửa còn rất là đẹp. Phần phía trên là cái phần tấm chắn thép để chắn dầu mỡ. Các cái chức năng của bếp, những cái chi tiết của bếp đây các bác nhá. Đấy, họng các bác này. Tâm cảm biến đây ạ. Kim đánh lửa này, chuyện ngăn chống trào, mặt men dễ vệ sinh, dễ lau chùi. Nhà em thì có làm thêm một cái phần cái này nó là cái phần tấm chắn thép để gia tăng độ bền giữa mâm nhiệt và mặt bếp, vì khi các bác sử dụng trong thời gian dài thì cái phần tiếp xúc này này thì nó sẽ bị ảnh hưởng. Mình làm như thế này để gia tăng độ bền cho mặt bếp hơn. Đó, các bác yên tâm nha. Kiềng bằng hợp kim thép chắc chắn chịu được trọng lượng lên đến 30 cân, rất là bền. Chiếc bếp môi chè các bác ạ, những cái dòng Paloma môi chè này thì cực kỳ tiện lợi các tính năng, ví dụ như là cài đặt được nhiệt độ chuyên dán từ 160, 180 lên đến 200, phím 3S hỗ trợ nấu luộc liên tục, tắt cái chế độ cảm biến chống cháy nồi đi, phù hợp với trong quá trình các bác chiên xào, chiên rán cần nhiệt lửa lớn. Đấy, phím đề là công tắc bật bếp. Đấy, mình điều chỉnh cần gạt to nhỏ ở đây. Khay chứa pin thì nằm ở bên góc trái. Khi mua hàng thì nhà em sẽ kèm cho các bác một đôi pin. Các bác có pin để test trong cái thời gian trong cái lúc mà nhận bếp và sử dụng trong thời gian đầu. Đó. Bên này là bên 3 ngọn lửa này, bên này thì bên 2 vùng lửa này, 2 ngọn lửa này. Tức là bên này thì lửa sẽ to hơn nhá. Bên phải bên này thì sẽ có các chế độ tự động nấu cơm, tự động nấu cháo, tự động nấu nước. Đấy, 3 tính năng. Ngoài ra thì chúng ta có thể hẹn giờ được bếp nấu bên trái, bên đông, bên phải, và hẹn giờ được lò nướng nhá. Hẹn giờ được bếp nấu bên trái, bên phải, lò nướng. Lò nướng thì hẹn tối đa 15 phút, còn bếp nấu thì hẹn tối đa được là 90 phút. Để các bác có thể hẹn được giờ bếp nấu, bếp nướng nhá. Ví dụ như là mình bắc cái nồi canh lên, bắc cái nồi ninh xương lên, hoặc là nồi cá lên, nồi kho thịt lên, thì mình có thể hẹn giờ 15, 20 phút hoặc là 30 phút tùy các bác nhé. Phím đề là công tắc bật bếp, điều chỉnh cần gạt to nhỏ ở đây. Đây, nội thất của lò nướng 2 tầng lửa rất là đẹp. Một chiếc bếp rất là đẹp.
đến từ thương hiệu Paloma dòng Moche. Đây các bác nhá. Đấy, hai tầng lửa. Lửa thì sẽ từ trên này hất xuống và hai bên hông để hất sang. Đấy, các bác lửa hai tầng lửa thì mình không cần phải lật lên lật xuống, lật trái là phải làm gì, mình cứ để thế mình nướng thôi, mình căn ke thời gian là được. Đấy, chiếc bếp Paloma Moche. Ưu điểm của cái dòng Moche, của cái dòng phím đề là có cái khóa chẽ mở dưới, mình không dùng thì mình gạt sang thì sẽ không nhấn được. Đấy, rất là tiện lợi, cực kỳ an toàn. Chiếc bếp Paloma BA360 mã B2, em quay cận cảnh thành vách cái chiếc này để các bác xem nhé. Đấy, chưa có bị bóp méo, chưa có bị hoen gì ở đâu. Đấy, còn rất là đẹp, hình thức bếp còn đẹp. Chiếc bếp này thì đời 2017 các bác nhá. Đời 2017 B2 Paloma. Em bán chiếc này với giá 3,7 triệu đồng, bao ship, bảo hành 12 tháng, đồng hành trọn đời bếp. Em qua mã tiếp theo, chia sẻ đến cô chú anh chị một chiếc bếp đến từ thương hiệu Osakaga. Chiếc bếp mặt kính chấm bi, mặt kính Scotseran, nhập khẩu của Đức các bác nhá. Các bác thấy biểu tượng hình lá cờ ở đây này, là mặt kính nhập khẩu của Đức, chịu được sốc nhiệt lên đến 200 độ C. Rất là an toàn, rất là tiện lợi. Và bo trên lửa chiếc này thì sẽ là bằng hợp kim nhôm nguyên khối đây. Còn đẹp, còn sáng nhá. Phần phía trên là tấm chắn thép để chắn dầu mỡ phía trên. Họng của nó thì sẽ có tâm cảm biến chạm đáy nồi. Đo được nhiệt độ nồi lên đến 200 độ thì nhỏ lửa, 250 độ thì tắt lửa khóa ga. Chiếc bếp mà bên trái thì sẽ có cài đặt được phím 3S hỗ trợ nấu lửa liên tục, tắt cái chế độ cảm biến chống cháy nồi đi. Bên này thì sẽ có phía trên là hẹn giờ của bếp nấu bên trái, hẹn giờ của bếp nấu bên phải. Phía dưới là chế độ tự động nấu nước của bếp nấu bên trái và chế độ tự động nấu nước của bếp nấu bên phải. Sang bếp bên phải bên này thì sẽ cài đặt được nhiệt độ chiên rán 140, 160, 180 lên đến 200. Và bên này là chế độ tự động nấu cơm, tự động nấu cháo, đồng hồ hẹn giờ của bếp nướng. Đây, bếp nướng 2 tầng lửa, rất là tiện lợi. Các bác mua những cái chiếc này thì mua được những cái tính năng an toàn, mua được cái sự tiện lợi của nó các bác nhá. Đây, nội thất của bếp nướng đây. Đấy, các bác xem những cái chiếc bếp lò nướng 2 tầng lửa rất là đẹp đây. Lò nướng 2 tầng lửa các bác nhá. 2 tầng lửa thì các bác không cần phải lật lên, lật xuống, lật trái làm phải gì. Mình cứ để thế mình nướng thôi, mình căn ke thời gian là được. Chiếc bếp bo viền inox này, bo viền inox rất là đẹp luôn các bác. Đây, bo viền inox nhá. Phần phía trên là phần thoát hơi nhiệt của lò nướng ở phía dưới. Thì em quay cận cảnh cái chiếc này cho các bác xem, các bác xem chi tiết nhá. Thành vách chưa có bị bóp méo này, chưa có bị hoen gì ở đâu. Các cái tính năng an toàn, mọi trường hợp tắt lửa thì đều sẽ khóa ga. Nước trào này, nước cạn này, gió thổi này, hai vùng nấu phía trên, lò nướng ở phía dưới. Các bác có thể vừa nấu vừa nướng cũng được, mà một mình nướng cũng được nhá. Một mình nướng cũng được. Mình có thể không cần phải mua thêm một chiếc lò nướng riêng biệt làm gì, vừa tốn tiền vừa mất cái không gian diện tích. Đó, chiếc bếp B3 mặt kính chấm bi, bo viền inox full tính năng đến từ thương hiệu Osakaga. Em bán chiếc này với giá 4.300.000, bao ship, bảo hành bếp là 12 tháng và đồng hành trọn đời bếp. Bác nào mà thích những cái chiếc này thì kết nối với em nhé. 0982035091 là số của em ạ. Thì sau đây là 3 chiếc bếp mà em đã giới thiệu với quý anh chị trong video ngày hôm nay. Thì mình xem là mình có ưng được chiếc nào hay không nhá. Ở ngoài ra thì nhà em còn rất là nhiều bếp đang có sẵn ở trên kệ, chưa lên sóng và báo giá đến quý anh chị được. Vậy nên là ai mà có nhu cầu muốn mua bếp bãi, cần tư vấn và lựa chọn những mẫu như thế nào thì mọi người kết nối với em nhá. Nếu nhà em sẵn kho thì em sẽ gửi cho anh chị, em sẽ chọn cho anh chị những cái chiếc đẹp nhất, phù hợp với nhu cầu sử dụng, với chi phí của gia đình mình. Hàng nhà em thì đi mỗi ngày. Đấy, hàng nhà em thì đi mỗi ngày. Rất là nhiều bếp đã, rất là nhiều bếp. Và hàng thì đóng đi mỗi ngày. Được đóng trong một cái thùng xốp rất là cẩn thận như thế này các bác ạ. Đây, ngập tràn hàng. Những cái vị khách mà đã đặt hàng nhà em thì cũng yên tâm nhá. Hàng nhà em đã đóng rồi. Đấy, mình chỉ cần nói cái mong muốn của mình, muốn đặt bếp như thế nào thì em sẽ lựa tìm được cho quý anh chị những cái chiếc phù hợp nhất. Đấy, cảm ơn quý anh chị đã ủng hộ kho hàng nhà em, đã theo dõi kênh của em. Và mọi người mà có nhu cầu thì cứ kết nối với em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video sau ạ.